It's cherries. Quả anh đào. Có ai biết quả anh đào nó thành là gì không? Mời em. Đúng rồi. Cherries. Anh thôi. Good job. Keep going. We finished. Have cherries. Next one's prunes. Quả mận khô. Mời em. Đúng rồi. Prunes. Quả mận khô. And it's dates. Good job. It's jackfruit. You guys are thinking. Awesome. We finished the jackfruit. And it's grapes. Mm-hmm.